tại trường đại học cơ sở Tam Quan chào mừng 85 năm ngày thành lập đó. Anh đã đến thị trấn Tam Quan. À, bác ăn thực phẩm gì mà to thế? Anh cho gà. Có bác ăn gà. Bây giờ chẳng lẽ bác là gà, chẳng lẽ bác ăn thức ăn cho lợn? Bác có ăn thức ăn cho gà? Bác được bao nhiêu cân? Bác là gà mái hay gà trống? Gà trống. Gà trống. Bác gáy được rồi. Lê Bị Khang hiểu. Lê Bị Khang còn gáy luôn được. Xin chúc mừng. Một bác gà trống rất là dễ thương, rất là. Ô, bác tụt nước à? Không, là chuột. Đó là chuột. Con hãy đến thịt trống lên. Không, ba mẹ con đến từ ông bà ngoại con à. Ba mẹ đến từ ông bà ngoại. Mẹ mới đến từ bà ngoại chứ còn ba đến từ bà nội chứ. Con sẽ nhảy vào nữa là gà tầm ăn gà, gà nướng luôn. Đâu nữa kìa. Bảo pháp luật của chính quyền được đô hộ, được quyền máu đất thật. À được chứ. Ở Trung Quốc cái này. Ở Trung Quốc hả? Dạ. Bạn mặc cái trang phục gì đây, kể tên cho hội trại nghe được không? Dạ, đồ tra tấn. Đồ gì? Tra tấn. Đồ tra tấn, và lý do sao đồ tra tấn bạn có thể giải thích cho hội trại chứ? Có rất nhiều xin chữ ký bạn rồi cảm ơn bạn. Đi ôi, bác xuống chung vui với mọi người đây mà. Người thì mày duyên dáng thế. Má. Ôi, trai là gái thì quách cái cơ rồi chứ. Bắt đầu ngôn ngữ từ...